một chiếc xe khách lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế đã cố ý không chấp hành, thậm chí tông xe vào lực lượng cảnh sát. Cụ thể khoảng 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 1, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, lực lượng trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, công an tỉnh Bình Định đã ra hiệu lệnh tiến hành dừng chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 17B02252 do ông Đào Văn Tình điều khiển để kiểm tra. Lúc này trên xe khách có chủ xe là Đặng Văn Hạnh, 55 tuổi, trú tỉnh Thái Bình. Khi lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ liên quan thì người này đã không chấp hành. Chủ xe Đặng Văn Hạnh sau đó đã xuống xe và có hành vi chống đối, lôi kéo hành khách trên xe cùng tham gia cản trở việc kiểm tra. Sau đó tài xế chiếc xe tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Đào Văn Tình đã cho phương tiện tông thẳng vào lực lượng cảnh sát. May mắn các cán bộ cảnh sát giao thông đã kịp thời tránh được cú tông. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định sau đó đã phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A truy đuổi phương tiện nói trên để xử lý vụ việc. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được chiếc xe bỏ chạy cách địa điểm ban đầu hơn 30 km về phía bắc. Tại đây, tài xế Đào Văn Tình vẫn không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lôi kéo kích động hành khách trên xe chống đối lực lượng chức năng. Sau hơn 4 giờ vận động, lái xe và hành khách trên xe mới chịu hợp tác, đưa phương tiện về trụ sở công an huyện Phú Mỹ để làm việc. Tại đây, lái xe đã thừa nhận không chấp hành hiệu lệnh và các yêu cầu khi được kiểm tra. Quá trình kiểm tra, trích xuất thiết bị giám sát ghi hình trên xe của phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đã có hành vi xuống khách để trốn tránh việc kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Tài xế sau đó đã thừa nhận xe ô tô khách trên khi đi qua địa phận tỉnh Bình Định cho đến thời điểm kiểm tra đã chở 43 người lớn, 6 trẻ em trên xe, trong khi phương tiện này chỉ được phép chở 34 người. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, chủ xe về hành vi chở quá số người quy định. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tiếp tục củng cố hồ sơ, làm việc với lái xe Đặng Văn Tình để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.